Chị Vân Khánh sẽ là người mở màn cho phần 2. Nãy trong phim trường có mời ly cà phê, nó có khác à. Và ca khúc còn lại là gì nha? Ca dao em và tôi. Chị Vân Khánh sẽ có 10 giây. Thời gian dành cho chị Vân Khánh bắt đầu. Nhấn nút đi ạ. Chị Vân Khánh đã lựa chọn căn phòng số 6. Bây giờ sẽ là tiết mục ca dao em và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát hơ dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cố mừng chị ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lấy, cách ngân cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đích cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ và cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó. Và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng. Em đẹp như một công chúa. Em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh. Là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay. Cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị. Giọng của em là tuyệt vời. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và Khanh tin rằng tiếng hát của Thu Thảo vẫn có những nét riêng như chúng ta đã được thưởng thức rồi. Bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục với song ca giao mặt nha. Quý vị đang quay trở lại với song ca giao mặt. Và bây giờ Khanh mời nghệ sĩ Tú Vân Khánh sẽ tiếp tục lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo bước lên sân khấu. Sau nữ thì sẽ là nam thôi. Dạ, và đó là ai ạ? Mời anh Long ạ. Kim Tử Long. Anh ơi, bây giờ sẽ là tiết mục Trở Về Cát Bụi. À, giờ Trở Về Cát Bụi. Không biết anh có chọn được một người song ca ăn ý trong ca khúc này hay không? 10 giây của anh Kim Tử Long bắt đầu. Những nút và đã chọn căn phòng số 8. Bây giờ là Trở Về Cát Bụi, mời quý vị cùng thưởng thức. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau.
Bùi. Đời là thế, chỉ có tôi và anh. Bùi Cát. Hai nghe. Cố gắng sống cho tốt nhé. Tạm biệt. Này nhà lớn lòng vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu, hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ ca đắn bụi là ta mai này trong qua. Đi. Cảm ơn. Mai mốt gặp nhau thì có trả lại, có thôi cũng được. Sống trên đời này phải yêu thương nhau nhé. Em bỏ túi anh nha. Ừ. Tạm biệt, mai mốt gặp lại. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu bền lâu, hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong qua. Người nhớ cho, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, xin người nhớ. Người nhớ cho, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, cho phép Ngọc Danh xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời và MC đẹp trai Bạch Công Khanh và khán giả trường quay cũng như khán giả xem đài. Xin chào Ngọc Danh. Bây giờ là thời gian để cho các vị khách mời chúng ta chia sẻ về tiếng hát của Ngọc Danh. Chị chào Danh. Dạ, em chào chị. Phải nói rằng là cái chất giọng của bạn khá là đẹp. Và chị cũng cảm nhận được rằng là trong cái cách thể hiện của em khi em hát bài Trở Về Cát Bụi cũng có cái gì đó có vẻ như là nó hơi bất cần đời một xíu.
Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, tất cả đều cũng là về cát bụi. Và đặc biệt chị thấy lúc mà em lên cái cao trào cuối cùng á, khi được sự dẫn dắt của anh Long mà tới đây nè, và cái câu cuối cùng em feel á, cái đó là cái feel cuối cùng và em thăng hoa nhất. Mà cái đó là em phải cảm ơn anh Long rất là nhiều. Chính nhờ những cái sự tương tác của anh Long và dẫn dắt em đã có được những cái sự thăng hoa rất tốt như vậy. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Chị Ngọc Liên và anh Hoàng Bách thì sao? Anh Long và em Danh có một cái phần trình diễn phải nói là hấp dẫn. Khi em xuống rồi và em bắt đầu em nhập được vào cái phần trình diễn của anh Kim Tử Long rồi á, thì phải nói là em có cái sự tương tác qua lại một cách rất tự nhiên. Cả khán phòng đã trong một cái khoảnh khắc trở thành fan ruột của cả hai anh em. Phần trình diễn đấy thì anh phải chúc mừng Danh, bởi vì không phải nhiều người làm được cái điều đấy. Đây, phần trình diễn rất là tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Em hát với anh Long, được anh Long hỗ trợ như vậy là quá tốt. Mà cái giọng của em á, có thể hát nhiều loại nhạc khác nhau được, em vẫn giữ được cái phong thái của mình, giọng ca của mình. Và em theo được anh Long là em quá giỏi. Thì chị chúc mừng em thôi. Cảm ơn một lần nữa chia sẻ của các khách mời ạ. Hồi nãy anh gạt em nha. Anh nói anh là hả, với người nữ là anh dùng hộp xoàn, người nam là anh có chiêu gì không? Anh nói không có, cuối cùng anh cũng... quên đó, em nhắc anh mới nhớ. Không chậm đâu. Đã, người ta đã cố tình quên dạ, rồi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu đến với vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Quý vị đã quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Tiếp theo khách mời anh Kim Tử Long lựa chọn ạ. Liên đi. Giờ nam rồi tới nữ. Dạ vâng. Bây giờ sẽ là phần biểu diễn của ca sĩ Ngọc Liên và ca khúc Hẹn Yêu. Bây giờ chỉ còn có hai căn phòng mà thôi, chỉ có 10 giây để lựa chọn. Xin mời. Và mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 5. Mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, Hẹn Yêu. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy ở nơi đó. Phải lựa chọn con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt dấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Cảm giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần, hay sống cho người thân và em giấu anh trong những bức tranh. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình.
anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ. Minh Nguyễn xin chào 4 vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay. Và tất cả khán giả đang sinh đời. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên. Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá... quá nhiệt tình luôn, và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau, và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình, và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Còn bây giờ thì hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút.
quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ chúng ta còn một ca khúc của anh Hoàng Bách nữa là ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Và người chơi ở căn phòng số 2 sẽ song ca với anh. Hãy cùng Khanh thưởng thức ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Ooh.
vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ một người khóc một người quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Hoàng Bách. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC, các bạn khán giả trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Em tên là Giang Thùy Linh, em đang là ca sĩ tự do và em rất vui khi hôm nay được tham gia chương trình này và rất là vui khi được song ca với anh Hoàng Bách ạ. Xin chào Giang Thùy Linh, một cô gái rất là cá tính và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái người cuối cùng thì lại có một cái phong cách mà bản thân mình bất ngờ nhưng mà rất là thích. Dạ, rất là thích cái cách lúc em bước xuống, ngay từ lúc em bước xuống thì anh biết là rồi mình sẽ có một phần trình diễn tốt, phần trình diễn hay. Và cuối cùng là chắc là mọi người cũng yêu thích phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ nghe anh Kim Tử Long chia sẻ. Ba đứa tụi tôi chia sẻ một lượt được không? Dạ được ạ, xin mời. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Và bởi vì đây cũng là tiết mục cuối cùng. Sau tiết mục này chúng ta sẽ biết được hai người chơi nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả sau vài phút giải lao quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là 8 tiết mục song ca của các người chơi cùng với các khách mời đã hoàn thành. Bây giờ sẽ là thời gian để Khanh công bố kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay. Mời quý vị hướng mắt về màn hình chính. Và căn phòng số 1 với tiếng hát Hữu Phạm. Anh Hữu Phạm đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là... ...88%. Bây giờ là căn phòng số 2 với tiếng hát Giang Thùy Linh. Giang Thùy Linh đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là... 86%. Ta cùng đến với căn phòng số 3 với tiếng hát Diễm Huyền. Diễm Huyền đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả là 93%. Bây giờ là căn phòng số 4 với tiếng hát Dương Anh Tuấn. Khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Dương Anh Tuấn 10%. Bây giờ là căn phòng số 5, tiếng hát My Nguyễn. Khán giả tại trường quay đã bình chọn cho My Nguyễn 92%. Bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Thu Thảo. Thu Thảo đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 11%. Bây giờ là căn phòng số 7 với tiếng hát Giáng Tâm. 88%. Và căn phòng số 8 với tiếng hát Ngọc Danh. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Ngọc Danh là 90%. Thưa quý vị,
Như vậy thì chúng ta cũng biết được kết quả. Hai người chơi nhận được bình chọn cao nhất là ở căn phòng số 3 và căn phòng số 5. Chúc mừng Diễm Huyền và My Nguyễn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với 6 người chơi còn lại quý vị nhé. Xin chào căn phòng đầu tiên, xin chào Hữu Phạm. Xin chào Gia Thị Linh ở căn phòng số 2. Xin chào Dương Anh Tuấn ở căn phòng số 4. Xin chào Thu Thảo căn phòng số 6. Xin chào Giáng Tâm và căn phòng số 7. Xin chào Ngọc Danh căn phòng số 8. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là Diễm Huyền và My Nguyễn. Hai người chơi sẽ bước vào màn song đấu. Thưa quý vị, bên cạnh Khanh là hai cô gái Diễm Huyền và My Nguyễn. Hai người sẽ bước vào màn song đấu. Và theo luật của chương trình, chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có bình chọn cao nhất từ quý vị khán giả tại trường quay. Nhưng mà Khanh vẫn rất muốn biết My Nguyễn đã mang đến chương trình ca khúc gì. Dạ, ca khúc ba Mong Một Ngày Anh Nhớ Đến Em. Còn Diễm Huyền, ca khúc bạn mang đến là ca khúc gì ạ? Em sẽ lựa chọn ca khúc Đêm Vũ Trường. Đêm Vũ Trường. Và chúng tôi sẽ dành thời gian để cho hai cô gái này lui vào bên trong để chuẩn bị cho tiết mục này hoàn hảo hơn. Quý vị chờ nhé. Bây giờ là màn song đấu của Diễm Huyền và My Nguyễn. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường cô thêm, đừng xem em như cánh chim hoang.
quý vị, và đó là màn song đấu của Diễm Huyền và My Nguyễn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như mà quý vị bình chọn cho Diễm Huyền thì nhấn phím A, bình chọn cho My Nguyễn thì nhấn phím B. 10 giây của quý vị bắt đầu. Nghe những chia sẻ của các khách mời về tiết mục này. Đối với tôi thì tôi thấy là Huyền vẫn giữ được cái phong độ, My cũng vậy. Dạ, cảm ơn anh. Đến đây thì Ngọc Liên rất là vui. Cảm ơn khán giả trường quay đã cho hai bạn mà Ngọc Liên hỗ trợ được đứng đây để đấu với nhau. Rất trùng hợp, đây đều là hai người chơi đã song ca với dì Ngọc Liên. Thật sự là cái bài hát này thì hai bạn hát cái giọng hơi na ná giống nhau, cho nên là cũng 1-9, 1-10 rồi. Coi như là hôm nay thì ai may mắn hơn thì sẽ được coi như là chiến thắng. Vậy thôi. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn cũng rất là xứng đáng vì đạt được cái sự bình chọn của khán giả và đã đến được cái vòng này. Thì thực sự là mỗi bạn ai cũng có một cái đặc biệt riêng. Chất giọng của Huyền thì nó là có vẻ đối với Khánh, thì Khánh thấy rằng là khá là hợp với cái bài này. Chúc hai em sau cuộc chơi này xong thì sẽ có những cái bước tiến mới trong công việc của mình và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, bởi vì hai em đúng thực là hai người rất xứng đáng 1-9, 1-10 có mặt ở đây. Chúc mừng hai em. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Bách và các khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả quý vị nhé. Ngay bây giờ khách mời quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Năm 53% và 47%, nghĩa là trong đây có một người nhận được 53%, người còn lại là 47%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát giành được 53%. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay. My Nguyễn hay là Diễm Huyền? Kết quả là vậy như vậy là giọng hát giành chiến thắng đó chính là Diễm Huyền. Chúc mừng bạn, đây cũng là người chơi đã song ca với ca sĩ Ngọc Liên. Thưa quý vị, và đến đây thì song ca Giấu Mặt xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Song ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy đón xem tập 23 Song ca Giấu Mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 7 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Giọng hát ẩn danh tài năng tiếp tục được giấu kín trong 8 căn phòng ở song ca Giấu Mặt tuần này. 8 bài hát mới của 4 nghệ sĩ khách mời để đem đến chương trình là gì? Họ sẽ phải lắng nghe những đoạn giọng hát của 8 người chơi được phát ngẫu nhiên, nhưng không thể biết được giọng hát đó phát ra từ hình bóng nào bằng lý trí và cảm nhận của mình.
các nghệ sĩ khách mời sẽ lựa chọn cho mình căn phòng của người chơi nào để phù hợp với bài hát mình mang tới. Trời xanh đã an bài, nước sông Hương còn nồng. Người hãy đến bên tôi cùng chơi bình yên. Họ sẽ hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào, luôn có những điều thú vị và bất ngờ đón chờ họ trên sân khấu Song Ca Giấu Mặt. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Công Khanh thân ái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Ở đây chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục song ca rất đặc biệt đến từ các nghệ sĩ khách mời cùng với các người chơi. Nhưng ai sẽ song ca với ai? Các bài hát đó là gì và giọng hát nào sẽ là người chiến thắng? Tất cả là những bí ẩn mà tất cả chúng ta sẽ cùng khám phá. Thưa quý vị, các khách mời tham gia chương trình là các nghệ sĩ hoạt động ở đa lĩnh vực nghệ thuật. Và ngày hôm nay hãy cùng Khanh gặp gỡ giao lưu với họ nhé. Đầu tiên xin được giới thiệu nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Long Nhật. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Quốc Đại. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ Sĩ Luân. Khanh xin chào bốn anh chị ạ. À, bây giờ Khanh rất muốn biết cảm xúc của các anh chị như thế nào. Bây giờ là được mời tham gia chương trình ca nhạc, Ngân Quỳnh cảm thấy rất là nôn nao luôn á. Dạ. Rất muốn tìm một cái giọng hát nào hợp với là Ngân Quỳnh để mà mình cùng biểu diễn. Thế còn anh Long Nhật thì sao ạ? Làm sao mà biết được là ai là người sẽ song ca với mình hợp giọng đây? Đó là cái điểm hấp dẫn của chương trình hôm nay. Nghĩa là anh phải sử dụng trực giác của mình. Anh có tin vào điều đó không? Có, anh tin vào trực giác của mình. Sử dụng cái kinh nghiệm của mình nữa. Chắc chắn là phải cái kinh nghiệm là đi hát lâu năm của mình. Dạ. Để mình cảm giác rằng cái người đó sẽ hợp với mình. Từ cái dốc dáng lại với cái nhìn nha. Rồi mình sẽ được nghe một xíu nữa là mình sẽ thấy cái chất giọng đó hợp với mình hay không. Nhân đây thì cũng là một cái sân chơi. Vì Sĩ Luân tham gia thấy được là tất cả 8 thí sinh này đến với chúng ta, đến với khán giả với một cái nhiệt huyết rất lớn. Các bạn đang muốn chứng tỏ khả năng của mình, các bạn đang muốn vươn lên trong cái nghề nghiệp. Và Sĩ Luân hy vọng là cả bốn anh chị em sẽ giúp cho các bạn có một cái sân chơi thật là hào hứng. Yeah. Và hy vọng là từ những bài hát của chúng tôi, các bạn sẽ có một cái nền tảng để tiếp tục có những bài hát công hiến cho khán giả. Tiêu chí của Song Ca Giấu Mặt đó chính là các anh chị luôn luôn là người hỗ trợ góp phần cho các người chơi được tỏa sáng. Một lần nữa cảm ơn các nghệ sĩ khách mời rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay với một tiết mục đầu tiên rất đặc biệt đến từ anh Long Nhật. Trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá. Phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng là. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông. Mùa thu vàng hoa cũ, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu. Chỉ còn anh và em. Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.
bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến một bài hát rất tuyệt vời. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng Khanh chào đón sự xuất hiện của 8 người chơi trong đêm nay. Xin mời. Khó quá, chớp chớp khó thấy. Rất là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe một đoạn giọng hát của mỗi người chơi và chúng tôi sẽ phát rất ngẫu nhiên. Xin mời. Số nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Mục hạ vô nhân chung anh đây. Mục hạ vô nhân nghe em nhàn sắc, lòng xuân anh mây giặt rào. Em dân xa mãi, ngày đi buồn không nói, dù một câu cho với nhau. Số 1, số 1. Sorry người, hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người. Em dù gì cho ta, khi bao ngày phố ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi Ngừng, ai về là về sông Hương. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Dạ, đó là tất cả các đoạn thu âm trước của 8 người chơi. Cái điều hết sức thú vị là cả 8 bạn này hát đều tốt cả. Dạ. Các bạn đều có chất riêng của mình. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ nha, chúng ta nên dựa vào trang phục đi ạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thời điểm để các nghệ sĩ khách mời bắt đầu lựa chọn căn phòng giấu mặt. Và trong 4 nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất một bông hoa. Đó chính là nghệ sĩ Ngân Quỳnh, một bông hoa xinh đẹp nhất trong đêm nay. Wow. Thế thì Khanh mời chị. Em rất không biết là hai bài hát chị mang đến ngày hôm nay là hai bài hát gì ạ? Chị ngày xưa chị đi hát, hát những cái phòng trà. Chị thích luôn luôn trong đầu chị là thích nhất cái bài mà Chờ Một Tiếng Yêu. Cái bài hát đó nó mang âm hưởng như là flamenco vậy đó. Nó là dễ thương. Bài thứ hai là Đêm Lao Sao. Vậy là bây giờ chị muốn hát bài nào trước? Bây giờ mình mở đầu chương trình thì mình phải hát cái bài nó sôi động, nó vui tươi luôn. Chúng tôi sẽ có 10 giây để nghệ sĩ Ngân Quỳnh suy nghĩ và đưa ra quyết định lựa chọn căn phòng của mình. 10 giây bắt đầu. Trợ giúp cho đối thủ luôn kìa. Và lựa chọn của chị là căn phòng số 5. Không
bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiết mục song ca trong đêm nay, ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu. Người nào hứa yêu tôi trọn đêm mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương. Quá là tuyệt vời. Thưa quý vị,
bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khánh xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Mạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á, là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Khanh rất muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bé Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. À, rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy, là em cứ nghĩ là đã tập, phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay, trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sĩ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại. Trong chương trình này, Song Ca Giấu Mặt là một nơi mà chúng ta kết nối với nhau bằng niềm đam mê ca hát. Không riêng gì các người chơi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà các nghệ sĩ khách mời đến đây cũng hoạt động trong đa lĩnh vực nghệ thuật. Và Khanh hy vọng rằng các tiết mục trong đêm nay sẽ làm thỏa mãn sự yêu thích âm nhạc của tất cả quý vị khán giả. Và trước khi đến với tiết mục tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vài phút giải lao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và theo như luật của chương trình thì nghệ sĩ Ngân Quỳnh sẽ có quyền chỉ định nghệ sĩ tiếp theo lựa chọn căn phòng thứ hai. Sĩ Luân. Rồi rồi. Chị Ngân Quỳnh đã lựa chọn anh Sĩ Luân. Chị Quỳnh đã có một cái bạn song ca rất hay rồi. Do vậy là cũng là áp lực của những người còn lại. Chúng tôi phải làm sao cho cái thí sinh hát tốt nhất được mà. Trước khi mà anh chọn thì Khanh rất muốn biết anh lựa hai bài hát gì trong đêm nay. Sĩ Luân rất là mong muốn sẽ được hát một cái bài mang tên là Mắt Nai Cha Cha Cha. Bởi vì đó là ca khúc mà Sĩ Luân cảm ơn cuộc đời, cảm ơn quý vị khán giả đã thương mến Sĩ Luân hơn 25 năm qua với bài hát này. Nghĩa là anh muốn hát bài đó trước, còn bài còn lại tên gì ạ? Không, có lẽ là chị Ngân Quỳnh hát một bài vui tưng bừng rồi. Bây giờ mình hát bài nhẹ nhàng trước. Cho nó khác phong cách đi, đúng không? Đúng rồi. Có một bài trùng với thời điểm đó. Cũng nổi tiếng lên từ giọng hát của ca sĩ Hồng Ngọc, đó là bài Vùng Trời Bình Yên ạ. Trời ơi, cái bài đó chị thích lắm luôn. Nhưng mà thường Vùng Trời Bình Yên thì cũng khá là sôi động luôn.
Không, anh sẽ hát một phiên bản khác, nhạc nhẹ nhàng và có gì đó một chút kịch tính một tí. Anh Sĩ Luân sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Số 2 đi. Số 2 đi Luân. Số 2. Và xin mời anh bấm nút. Anh Sĩ Luân đang lựa chọn các con số 2. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca của nghệ sĩ Sĩ Luân cùng với người chơi ở vị trí căn phòng số 2. Xin mời anh. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối nắng len qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời đẹp quá. Mấy lang thang buồn trôi, nằm ngồi tìm khách hàng trong tim tháng ngày. Thơm mưa rơi lạch cơm, từng đêm em nghe xót xa. Anh ơi có hay giữa bóng tối chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay giữa mây đang tan nhanh mặt trời bừng tia nắng bừng linh ấm nồng khi cơn mưa vượt qua tình yêu đưa ta thoát thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên, cùng vòng tay chào hơi ấm dâng ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Quý vị, 10 giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân, đẹp trai. Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai, đẹp trai nữa, trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng đúng không? Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thể hiện cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn. Yeah. Chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Yeah. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên trỗi lên tự nhiên của cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi Ngân Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ, mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra phụ kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn Sĩ Luân. Em bè bội cho Thủy rất là... Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiền hạt của Thủy. Thủy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, anh Tô, nữ trầm mà có khang khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như là em hát từ tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả, cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Luân đã là một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Trước khi đến với các tiết mục song ca tiếp theo, Khanh mời tất cả quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Thưa quý vị, và bây giờ song ca giấu mặt sẽ được tiếp tục với sự lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo thuộc về anh Sĩ Luân. Theo như luật của chương trình, không biết là anh sẽ chọn anh Long Nhật hay là anh Quốc Đại ạ? Anh Quốc Đại thì ở gần anh hơn. Cho nên? Cho nên anh nghĩ là anh sẽ chọn anh Long Nhật. Bây giờ Khanh rất muốn biết anh Long Nhật đã chuẩn bị hai bài hát gì. Chắc chắn với một cái trang phục như thế này thì sẽ học một bài Huế rồi. Đó là bài gì ạ? Huế và Em của nhạc sĩ Nhật Ngân. Yeah. Thế còn bài còn lại ạ? Một bài còn lại cũng sẽ là một ca khúc sự nghiệp của Long Nhật. Hương Thầm, Khung Cửa Sổ Hai Nhà Cuối Phố. Bài quá nổi tiếng đó nhá. Hai bài đó thì đều rất tuyệt vời, nhưng mà không biết là anh Nhật sẽ hát bài nào đầu tiên? Anh sẽ hát bài Huế đầu tiên. Huế và Em. Huế và Em đầu tiên. Bây giờ chỉ còn có 6 căn phòng.
anh sẽ chọn ai? Anh có 10 giây. Thời gian dành cho Long Nhật bắt đầu. Em thích số 6 đó. Em thích số 6. Số 6 đi anh Nhật. Số 6 đi, kế bên em đi. Số 6. Thời gian kết thúc, mình nhấn nút. Và Long Nhật đã chọn các vòng số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca của nghệ sĩ Long Nhật và người chơi ở vị trí số 4. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương còn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ. Trên Huế hoàng thành mưa lung linh,
gửi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn đây ngóng tin ai mình mơ, người bay chữ phương nào còn nhớ Huế hay quê. Anh sống xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở, và em nhé anh. Anh ơi, một phục bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Anh ơi, một phục bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Mười giây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ làm quen với người chơi vị trí số 4. Xin chào bạn. Dạ xin chào anh MC. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới quý ca sĩ khách mời cũng như là khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Con xin giới thiệu, con tên là Hồ Quang Tùng, năm nay con 22 tuổi và con đến từ Đắk Lắk. Yeah. Xin chào Hồ Quang Tùng, một chàng trai còn rất là trẻ. Các nghệ sĩ khách mời còn lại chúng ta cảm thấy như thế nào? Tiết mục hát rất là hòa quyện với nhau và chúc mừng Tùng đã có một tiết mục rất hay. Và Tùng ơi, khi mà đặc biệt là khi diễn, khi mà hát song ca với anh Long Nhật thì cực kỳ là phải nhanh nhạy sân khấu, bởi vì ảnh bung chiêu liên tục. Và hồi nãy là có đoạn ảnh đọc, ảnh tự sự, và đôi khi nó cái nhạc thì con phải vững, và con đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại. Chúng tôi rất muốn nghe nhận xét của anh Sĩ Luân. Anh có cho đây là một tiếng hát mà là một đối thủ đáng gờm với người chơi vừa song ca với anh không? Anh xin luôn nghĩ là chắc chắn. Bởi vì ngày hôm nay thì mỗi bạn có một màu khác nhau. Và cái hay hơn hết là giữa các bạn và chúng tôi là những người không gặp nhau, cũng chưa tập dượt bao giờ cả. Nhưng mà cái sự hòa hợp giữa chúng ta rất là tốt. Đây là một cái yếu tố hết sức đặc biệt. Và xin luôn nghĩ là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi mà mới đầu chúng tôi nghĩ là sự thách đố, nhưng đây là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay. Cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều. Trước khi chúng ta đến với những tiết mục tiếp theo trong đêm nay, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao quý vị nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chỉ còn có anh Quốc Đại thôi. Khanh rất muốn biết anh Quốc Đại đã chuẩn bị hai bài hát gì. Anh đã chuẩn bị hai bài là mà anh rất là thích luôn. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Chuyện Ba Mùa Mưa. Và ca khúc Ngày Vui Qua Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bài nào thì cũng hay hết, nhưng mà không biết anh sẽ hát bài nào trước ạ? Đó là Chuyện Ba Mùa Mưa. Bây giờ sẽ là Chuyện Ba Mùa Mưa của nghệ sĩ Quốc Đại và người chơi ở căn phòng số mấy đây ạ? Anh sẽ có 10 giây để lựa chọn nha. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Cứ sáo đi. Bấm nút. Anh Quốc Đại đã lựa chọn căn phòng số
6. Thưa quý vị, bây giờ xin mời anh Quốc Đại và chuyện Ba Mùa Mưa. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, truyền lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả truyền lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Ôi đẹp quá. Có đau buồn
khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí mà anh Quốc Đại lựa chọn. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và làm quen với cô gái rất là nhẹ nhàng, xinh xắn đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào bốn vị khách mời, cũng như là chú Bạch Công Khanh, cũng như là chú Quốc Đại và toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. À chú ơi, chú Bạch Công Khanh hả? Đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng chú. Nãy giờ em hả dạ dễ sợ. Dạ con tên là Tiểu Bình, năm nay con 17 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chú thấy con bước ra, chú nói trời ơi rồi, mình làm khó cháu nó rồi. Tại vì ca khúc chuyện Ba Mùa Mưa nó cần một cái độ trải đời nhất định mới có thể hát sâu được ca khúc này, thì chú rất là lo. Nhưng mà khi con hát, chú thấy con rung, nhưng mà khi mà con hát lên thì chú nói ồ, chú chưa biết con bao nhiêu tuổi nhưng mà nhìn mặt con rất là nhỏ luôn. Yeah. Thành ra mà con hát được như vậy thì chú cảm thấy là sau cái game show này thì mình phải chú ý thêm cái giọng ca này nữa. Yeah. Và nếu mà con cần tới chú thì chú sẽ hỗ trợ con. Wow. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Chú cảm thấy là con hát bằng trái tim chứ không có phải dùng kỹ thuật gì cả. Đây là một cái điều bất ngờ. Và chú cảm thấy là trước chú Đại thì con vẫn chứng minh khả năng của con là một người có thể truyền tải được cái thông điệp của bài hát này rất là sâu lắng, rất dễ thương. Con sẽ là một ca sĩ nổi tiếng trong nay mai, tại vì con hội tụ nhiều yếu tố lắm. Cái dốc dáng của con rất là xinh đẹp. Mà hơn nữa cô Ngân Quỳnh thấy đâu đó con sẽ là một ca sĩ dân ca mà rất là thuần khiết luôn, trong trẻo luôn. Xin cảm ơn. Và một lần nữa Khanh cảm ơn tất cả những nhận xét cũng như là lời khuyên mà quý vị đã dành cho Tiểu Bình. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua 4 tiết mục song ca đầu tiên với những màn thể hiện rất là tuyệt vời đến từ 4 nghệ sĩ khách mời cũng như là 4 người chơi. Và tính cho đến thời điểm này, Khanh xin phép được tiết lộ một thông tin rất là hấp dẫn. Đó là một trong số 4 người chơi vừa rồi đã nhận được lượt bình chọn của khán giả tại trường quay là 91%. Và không biết là 4 người chơi còn lại sẽ như thế nào, giọng hát của họ hay ra sao, và sự lựa chọn của 4 nghệ sĩ khách mời tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ có câu trả lời vào phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của tập Song Ca Giấu Mặt tuần này xin phép được khép lại. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau. Chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và Công Khanh xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại. Hãy đón xem tập 24 Song Ca Giấu Mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 14 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.